nhận ghế rồi em ráp vào thì thấy nó khác với lại những cái hãng ghế khác là nó gắn rất là dễ và rất là nhanh, chứ không phải như mấy hãng khác là nó từng chi tiết nó rời rời mình về mình ráp vô nó rất mất thời gian. Nhưng mà nó có những cái đường ống dẻo nữa, mình ráp nói mu cái ghế tới ghế lui nó rất là dễ dàng. Rồi đặc biệt anh thấy anh thích nữa là có cái tay mà để người ta có cái con để mà người ta gắn cái giỏ lên, nó rất là chi tiết, rất là tiện. Cái ghế rất là đẹp. Trong nó thêm không những là ghế nữa mà bàn nữa. Bàn là đi về nguyên bàn rồi mình chỉ lấy ra mình bỏ vô thôi, chứ không phải như mấy hãng khác là về ráp cả ngày đó. Ráp cực lắm. Cái phần mà ráp đó rất là cực. Mà em thấy đợt này, tại vì em order Luxor lâu rồi cho nên bây giờ khác rồi. Em thấy về em cũng bất ngờ là ráp quá tiện. Về em chỉ cần xé thùng ra rồi xong rồi, chỉ có ráp cái đồ để kê tay đồ thôi à, với lại mấy cái đồ kéo này học thôi, còn ra là nó có y nguyên hết rồi, cho nên rất là tiện, nên tụi em rất là thích.